À. Rồi còn cái chuyện mà Phật có dạy tâm tác ý như cục đất hay không, có tác ý tâm như cục đất hay không, nó tùy theo cách hiểu, tùy theo cách hiểu. Mà nếu như hiểu một cách đúng đắn, hiểu một cách đúng đắn thì có thể nói rằng Đức Phật có dạy tâm như cục đất. Đó là gì? Mặt đất dù cho có đổ chất bẩn lên trên nó cũng không giận, mà có đổ nước thơm lên trên nó cũng không có vui. Cũng như vậy, một vị tỳ kheo phải tu tập như đất. Đó là gì? Dù cho đối diện các cái sự khen chê thì cũng không dao động, dù cho đối diện với cái sự lợi đắc cúng dường cung kính hay là cái sự phỉ báng thì cũng không dao động, dù cho đối diện những cái cảnh lạc hay đối diện những cảnh khổ vì đó cũng không dao động. Đó là hãy học hạnh như đất thì cái đó có. Và sư mong là khi quý vị hỏi như vậy thì cái suy nghĩ của quý vị cũng là cái suy nghĩ như thế. À.